chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nhung Rõ. Thì hôm nay chị Nhung sẽ có một bài tập mới dành tặng cho các bạn mùa Noel năm nay. Tuy nhiên thì trước khi bắt đầu bài tập thì đang cũng vẫn thấy bí quyết học tiếng Anh của mình á, do là có một số bạn hỏi là thời gian học nhiều như vậy mà tại sao bạn lại có khả năng nói tiếng Anh lưu loát á, thì đây là giới thiệu app Cambly, một app học tiếng Anh rất là hiệu quả, tốn của các bạn không có quá nhiều thời gian để tải về, đồng thời mỗi ngày mình chỉ cần dành ra 5-10 phút luyện nói tiếng Anh bản ngữ với người nước ngoài. Đây là giao diện của app. Đó, đây là menu trang chủ của mình. Reservation tức là các bạn sẽ book lịch nói chuyện với người nước ngoài bản xứ. Đây là tutor, danh sách các giáo viên mà mình sẽ được học. Chi phí rất là thấp luôn mà hiệu quả cực kỳ cao. Quay trở lại nha. Còn đây là lesson. Thì ở đây không có mạng, mình không có cho các bạn coi được. Thì trong đây có rất là nhiều topic kinh tế, khoa học, xã hội, chính trị, rất là phù hợp với các bạn đang luyện thi IELTS cũng như là muốn cải thiện khả năng nói tiếng Anh hàng ngày, rồi không chiếm thời gian của các bạn nữa. Đây, cho các bạn coi lại một lần nữa là cái app nha. Ok, rồi bây giờ mình cũng bắt đầu bài tập nha. Mông đùi chân rộng, bắt đầu. Đi. 1. Ở ngực. 2. Xuống hít sâu nào. 3. Ở ngực lên. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mười. Một. Ngược lên. Hai.
gặp gói vô góc và cảm nhận rất sâu, cảm nhận cơ mông và cơ đùi sâu, trở về. Ở trong quá trình tập á, bạn nào bị gặp người về trước hoặc là đầu gối quá một chân là chúng ta sẽ dễ bị đau gối nha. Tránh trường hợp trên, cố gắng dựng thẳng lưng và cảm nhận động tác rất sâu, mỗi cơ mông và cơ đùi. Rồi lên bắt đầu. Chuẩn bị đi, 1 2 3 4 tiếp tục, 5 6 7 8 9 10. Rồi thả đều, chuẩn bị đỡ chân. Bắt đầu nào, cảm nhận cơ mông đùi nha. Đi, 1 2 3, trọng tâm là mình dồn chân trên. 4, cảm nhận cơ mông đùi của chân trên. 5 6 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, hít thở. Tiếp tục, đừng tắt căng cơ đùi sau và cơ mông nha. Hai chân tách rộng bằng không, tay mình đan xuống. Nếu động tác này bạn nào có tạ khoảng 3-5 ký thì càng tốt. Tay mình để xuôi ha. Đầu tiên mình sẽ ứng ngực lên, gối hơi trùng, gặp người đi. 1 lên xuống hấp, 2 căng cơ đùi sau nha, 3 4 căng cơ đùi sau, 5 6 8 9 10 1 2 cảm nhận nè, ngực ưỡn lên ha. 3 cảm nhận cơ đùi phía sau của mình căng từ đùi đến mông luôn. 4 6 lên thở ra nè, 7 8 9 10. Sau khi chúng ta đã tập bài đùi đứng rồi
bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài nằm thôi. Bắt đầu. Bắt đầu đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gặp lại giờ chúng mình sẽ nhắc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
4 5 6 7 8 9 10 Lên nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo, người ngoài lưng chân trái mở gối sang ngang thở ra, hạ về hít không chặt lưng thở, hạ về hít khi thực hiện động tác này cố gắng giữ lưng chân chắc lại, lưng chân thở, hạ về hít thở về hít. Tiếp đùi ngoài bắt đầu, 1 2 mở gối ngang eo nha, 3 4 cảm nhận, 5 mỏi, 6 7 8 9 10 tiếp tục, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vậy. 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hồi hai chân co gối mở, xoay một chân hướng thẳng về trước, tay xuôi hơn ép sát vào người. Nhịp đầu tiên mình đẩy mông lên hít sâu, nhịp hai đẩy cao mông, nhịp ba hạ về không giảm sàn, 1 2 hạ về không giảm sàn, hít sâu, hít sâu, thở ra, hít sâu, hít sâu, thở ra, hít, hít, đi, 1 2 hạ, 2 2 lên hết nha, 3 2 hạ, 4 2 nâng, 5 2 xiết mông đùi, 6 2 đi, 7 2 lên, 8 2 lên, 9 2 lên, 10 tiếp tục, 1 2 nâng, 2 2 lần, 3 2 lần, 4 2 lần, 5 2 lần, 6 2 lần, 7 2 lần, 8 2 lần, 9 2 lần, 10 lần, nhấc, 1 2 3 4 5 6 7 8 hồ. Mũi chân thẳng phía trước, chân trái duỗi lên, ngẩng lòng bàn chân lên, tay mình để sát vào người. Đầu tiên nâng mông lên hít sâu. Khi mình đi động tác này sẽ cảm nhận cơ mông và cơ đùi sau mỏi. Hạ về không chạm sàn, thở ra. Lên hít. Hạ. Động tác cuối cùng, chuẩn bị, bắt đầu, lên, 1 2 3 cảm nhận nha, 4 5
8 9. Bắt đầu nhóc 1 2 3 4.